GPA 2022 tổ chức buổi workshop đầu tiên dành cho các nhóm dự thi. Mới đây, buổi workshop đầu tiên về quảng cáo, sáng tạo hay táo bạo của cuộc thi làm phim quảng cáo TVGA 2022 đã chính thức được diễn ra với sự tham gia đầy đủ của các nhóm dự thi cùng những chuyên gia đầu ngành, giám đốc chương trình tâm lý học của Trường Đại học Hoa Sen ông Nguyễn Hồng Ân, thạc sĩ ngành truyền thông quốc tế bà Đoàn Bảo Châu và giám đốc sản xuất host của chương trình Cuộc Sống Tương Lai Cafetech HTV. Với chủ đề quảng cáo, sáng tạo hay táo bạo, buổi workshop đã đem đến những kiến thức bổ ích về ngành truyền thông cho các bạn học sinh sinh viên, như những lưu ý khi truyền thông công cộng và làm phim quảng cáo, quy trình lên ý tưởng để thực hiện một TVC, cũng như cách thức phân tích thực trạng, sức khỏe tinh thần của đối tượng nhân vật hướng đến trong TVC để các nhóm tham gia có thể thực hiện bài dự thi một cách hoàn thiện và chỉnh chu nhất. Tôi có thể khẳng định hơn 10 năm ở trên thị trường và thu hút khá nhiều các bạn sinh viên trong ngành marketing. Và đây là một chương trình thể hiện tài năng, sức sáng tạo của tất cả các bạn sinh viên, đặc biệt trong khối marketing. Tôi rất là bất ngờ khi thấy các sản phẩm TVC rất chuyên nghiệp đến từ tay các bạn thí sinh còn đang là sinh viên trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó, Sony cũng đã tài trợ các thiết bị nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho chương trình. Thông qua cuộc thi năm nay, chúng tôi kỳ vọng là sẽ tham gia góp phần sức lực của mình để kiến tạo thêm một sân chơi dành cho giới trẻ có cơ hội trải nghiệm thực tế, phát triển cái ý tưởng sáng tạo của mình và thông qua cái ý tưởng đó truyền tải một cái thông điệp nhân văn dành cho xã hội.